Ok. Xin chào tất cả anh em nha. Rất vui lại anh em trên kênh YouTube của mình. Đầu video vô chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ nha. Chúc anh em cuối năm bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, thành công phát tài nha. Hôm nay mình làm một clip quay chia sẻ anh em xem, hướng dẫn anh em sơn lại cái áo của anh em ơi. Của xám nhám này, cái màu xám chứ phải không bạn? Bạc nhám mà xám nhám cũng đầy đủ hết rồi. Giờ dọn lại ăn Tết, mình làm clip này quay chia sẻ anh em xem. Anh em có lướt qua thấy video mình, anh em nhớ cho mình xin lại một like nè. Anh em chưa đăng ký kênh, bấm ký kênh ủng hộ mình có động lực mình làm những clip tiếp theo anh em xem. Like đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí anh em ơi. Anh em cứ like ký kênh ủng hộ mình cảm ơn nhiều. Nhớ chia sẻ cái bút cho bạn bè xem ủng hộ mình. Thì mình cũng vệ sinh như vậy anh em cho nó tại á, anh em cứ chà lả ra vậy ha. Cái đầu mình tem này thì mình dán lại, mình dán tem lại, mình giữ lại một chút mình lột ra. Nhưng mà tem này nó còn không có bỏ nên để xài. Ha, vệ sinh về cái đầu anh em dán tem lại kỹ hết, cái đầu mình sơn lên, hậu lót lên cái nào mình đầy trước á, anh em cứ cắt bọc xong mình kiểm tra rồi mình liền mình thổi màu lên. Có những anh em hỏi mình sao sơn mà không dính tem thì đó là đâu có gì đâu khó anh em, dễ mà. Anh em cứ băng keo lại, băng keo dán báo lại cái này chỉ hết, cái đầu mình sơn xong mình lột ra thì keo mình đâu dính sơn đâu. Đấy không? Nè, mình vệ sinh chà vậy anh em, chà hết về cái đầu mình băng keo lại hết cái này, cái mình sơn lại ha. Anh em nhớ theo dõi hết video mình nha, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nè. Chúc tất cả anh em năm mới dồi dào sức khỏe ra, làm ăn phát tài. Có lúc qua thấy video mình thì anh em nhớ cho mình xin lại một like, chia sẻ ủng hộ mình, cảm ơn anh em nhiều. Giờ đi pha màu với băng keo này lại anh em ơi, băng keo lại xong cái mình phải đi pha màu sơn lên nè. Giờ pha màu thổi lên anh em ơi. Cái màu này nói chung là cũng dễ pha lắm anh em, cũng nếu anh em đã theo dõi clip mình thì anh em pha cũng rất là dễ đó, mình chỉ với anh em là không bao giờ mà giấu, nhiệt tình luôn. Thợ thì mình không nói nè, mình chỉ hướng dẫn anh em, những anh em nào mà đam mê về dọn xe sơn xe ở nhà hay là hay phá hay tò mò thì mình hướng dẫn anh em ha. Cái mắt này em cứ mắt em cứ nói nền nó mình trắng mình bạc thì nên cứ pha bạc vô đi, bạc trước đi ha. Rồi cái chế bạc vô rồi quậy lỏng ra. Rồi, bạc rồi với đen. Nếu nó này nó xài mờ thì anh em cứ xài đen mờ đi, không cần xài đen bóng nữa ha, xài đen mờ rồi. Rồi. Rồi đen mờ vô. Để cho nó vừa xám xám là thôi, anh em khỏi cần pha mà nó đen quá hoặc nó trắng quá ha. Em cần pha màu như màu xám lông chuột á. Đây, xám xám như vậy nè anh em. Nó thấy xám rồi. Nhưng mà nó có xài là vàng. Thì anh em cho miếng vàng vô. Nói chung màu nó cũng dễ đó, nó bạc với đen với vàng, tím. Rồi anh em pha lại rồi. Đó là tự theo mình canh mình pha theo cái màu của nó, cái tầm mắt của mình ha. Nó vàng cho miếng cho nó vàng vàng ha. Rồi, tiếp là tím. Rồi. Mình cho miếng tím cho nó tím rồi ha. Vậy thì mình thổi lên đi, thổi lót đi rồi cái mình kiểm tra là test bột hoàn toàn, kiểm tra là cái nào mà nó lên màu á mình kiểm tra lại cái nữa. Nè anh em ha. Vậy cái anh em cứ thổi lên, giờ đi thổi lên anh em ơi. Nè, tem này anh em cứ dán lại như vậy nè, dán keo lại như vậy cái mình sơn xong mình lột ra, lột keo ra cái tem mình nó không có dính nước sơn. Nếu mà chủ xe mà nó giữ tem lại thì mình nên dán vậy, còn chủ xe mà nó bỏ tem luôn thì mình lột bỏ, mình dán tem khác ha. Giữ lại thì mình tuốt thì giữ lại vậy. Mình thâu lót đi rồi mình kiểm tra lại anh em ơi. Mấy màu này thì cũng dễ pha lắm anh em, cũng có gì có
nhưng mà công thức của nó thì cũng nhiều thôi, chỉ đen với bạc với vàng tím, rồi nem canh pha theo cái màu cũ nó, theo cái tầm mắt của mình, rồi nó cứ pha thôi. Giờ thử lớn nghe. Thấy đơn giản pha vậy là cũng giống luôn nè, khỏi cần chỉnh cái màu, màu cũng giống luôn rồi, còn nữa dễ pha màu này, mấy màu này cũng dễ lắm. Nhưng mà không biết thì nói nó khó, nói chứ biết rồi thì nếu mà mình có làm rồi hoặc là mình trong nghề thì mình dễ. Màu đó giờ nó cũng ok luôn nè. Mình kiểm tra, mình test lại mấy chỗ cày trước, cái mình chỉnh màu lại sơ lại cái nữa, cái lên màu luôn. Dù mình chỉnh màu coi cái gì nó, cái nào nó còn thiếu mình chăm thêm vô, chỉnh lại sơ lại cái. Màu này thì anh em pha cũng một cái hai cái là giống màu, vô màu liền, không cần pha mà chỉnh nhiều. Thì nó có ba rem sẵn, nó có công thức sẵn như vậy rồi, thì mình cứ về mà làm. Dùng anh em nhà làm thì còn trên là chỉnh bách lui, chứ nếu mà thợ thì nó pha một lần hai lần là giống màu. Cái hoặc hai cái là giống màu, lên màu luôn. Ok rồi ha. Dán đẹp dữ là vậy đi, chứ mình sơn mấy chỗ cài cày, chỗ mà nó bị xước. Tiếp tục bên đây luôn. Okay. Thử màu lên anh em ơi, em cứ test như liền lạ vậy. Giờ anh em lên màu ha, khi anh em lên màu anh em pha một miếng keo vô nha, keo cái loại keo mờ á, là ở ngoài tiệm nó có bán loại keo mờ á, anh em pha vô miếng vô cho nó tìm cái màu, là nó không có cậy nha. Chủ về mình rửa ha, mình xài lâu ngày nó không có
nó đỡ trầy hơn mà thổi không vậy anh em. Các anh em nên nhớ là màu mình thổi là không mình thổi pha keo vô, pha keo chung với màu luôn anh em ơi. Giờ nó thổi lên màu nó xong anh em ơi. Xám nhám luôn. Nó khô lại nó vẫn mờ bình thường, thì mình có keo mờ nữa rồi.
ghê.